Minasan, konnichiwa. Nhật ngữ hoa sen xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một cấu trúc ngữ pháp gì các bạn có biết không? Không đúng không ạ? Chúng ta cùng nhau xem qua theo dõi qua màn hình để biết ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài gì nhé. Hai, kyonen no fuyu, năm ngoái, mùa đông của năm ngoái thì các em thấy gì đây? Minus 15 độ, âm tới 15 độ. Hay, kotoshi wa minus 5 độ. Chính là gì đây? Mùa đông năm ngoái âm 15 độ và mùa đông năm nay thì chỉ âm 5 độ. Vậy thì là gì? Năm nay sẽ không lạnh bằng năm ngoái đúng không ạ? Chúng ta sẽ có câu là gì đây? Kotoshi no fuyu wa kyonen no fuyu hodo samuku nai để chúng ta xuất hiện chữ gì đây? Đúng rồi, hodo. Và cấu trúc ngữ pháp câu của nó sẽ là danh từ N1 quá cộng với danh từ N2 hodo và đi với thể phủ định là nai hoặc là masen. Ý nghĩa của nó là danh từ N1 thì không danh từ N2, không bằng danh từ N2. Hay cách dùng của nó là dùng để so sánh kém hơn và cuối câu luôn kết thúc bằng phủ định là nai hoặc masen nhé. Hay rồi chúng ta cùng nhau xem qua cái bức tranh sau đây. Một cô gái đúng không? Sen siêu rất là bận rộn, nhưng mà con siêu thì sao? À, thì mà vâng, không có bận rộn. Vậy thì chúng ta nói rằng là tuần này không bận rộn bằng tuần trước thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Đúng rồi, con siêu wa sen siêu hodo isogashiku nai desu. Tuần này thì không bận bằng tuần trước. Vậy これは皇さんです。英語が上手です。でも私はあんまり上手じゃありません。はい。Bây giờ mình muốn nói là gì? À, tôi thì không giỏi tiếng Anh bằng bạn Hoàng thì mình sẽ nói như thế nào đây? À, đúng rồi, hay watashi wa hoansan hodo eigo ga zozu za arimasen. Tôi thì không giỏi tiếng Anh bằng bạn Hoàng. Hay. Và bức tranh này thì mukashi là gì đúng rồi? Ngày xưa ha. Và ima, và các em thấy ông ngày xưa rất là nhộn nhịp nhưng mà bây giờ thì rất là vắng vẻ. Bây giờ mình muốn nói là gì? Bây giờ thì không nhộn nhịp như ngày xưa thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Hay, 今は昔ほど賑やかではありません。Hay, bây giờ không bận rộn như ngày xưa. Hay. Và qua bài học ngày hôm nay thì các bạn đã nắm thêm và biết thêm một cái cấu trúc ngữ pháp hodo nữa rồi đúng không ạ? Các em luôn nhớ là hodo phải đi với phủ định là nai nhé. Đó là mẫu câu so sánh kém hơn. Hay, minasan, sayonara, mata kondo yoroshiku negashimasu.